Chụp bằng con Minolta A này á, nó không có đo sáng cho nên là mình phải hoặc là dùng Sony 16 hoặc là dùng máy tần số để đo sáng ha. What you doing? Baby, you must think that I've been clueless. Darling, don't know who you think you're fooling. It ain't me though. You do this. Call me up and ask me at the blue, yeah. Girl, you got me feeling like I'm losing. Sẽ đo sáng trước bằng điện thoại nha. Điện thoại đo sáng nè. Ví dụ cảnh như thế này á, mình sẽ dùng cái app của mình. Cái app đo sáng này có tên là Lux. Đây nè, Luxy Lux. Rồi, không mấy được màn hình ha, chắc sẽ chậm đi. Để cho ví dụ dễ dễ. Ở đây mình đang để khẩu F8 ISO 50, nó bảo là tốc 60 là đủ sáng ha. Bây giờ mình giảm lên 6 thì kêu tốc lên 1/250. Đó, tiếp theo cái đo sáng này mình cho cái xung số tốc khẩu phù hợp. Mình chỉnh khẩu 8 thì tốc phải 60, chỉnh khẩu 4 đi thì tốc phải 250. ISO mình xét tăng giảm ở đây ha, 150. Nó ám á, rồi giờ mình đo sáng thì mình sẽ có xung số rồi mình nhấn chụp thôi. Và mình đang có lắp một cuộn out day nữa. Đáng lẽ test máy mình nên xài những cái cuộn mà in day ha. Tại đợt này nghèo quá, mua out day cho nó rẻ tiền á. Cuộn này out day là từ 2011 rồi và set ISO cỡ 50. Mình mua bên Cinefile Lab á, chưa có chụp cuộn này bao giờ luôn, có đắt 100 mà. Nên hy vọng là nó sẽ đẹp ha. Có hai cách, một là bạn muốn kiểu chụp an toàn thì dùng Sony 16. Cụ thể là mình đang lắp phim ISO 50 thì mình để F16 luôn, bằng khẩu tối tới 16 luôn. Và tốc là 1/50 mà chụp thôi, bảo đảm có hình ha. Nhưng mình đâu cần phải làm thế, mình có thiết bị đo sáng, chính là cái điện thoại của mình. Như các bạn phải có app mới được. Ở đây mình sử dụng một cái app có tên là Lucy Look. Nó là cái app trên này nè. Kế bên Google Maps á, là Lucy Look ha. Khi mình nhấn vào đó, nó sẽ hiện địa camera cho các bạn coi. Gồm có thông số khẩu, chỉnh khẩu ở trên. Rồi ISO bằng set. Mình sẽ set cố định từ đầu là cuộn phim mình ISO 50. Nó sẽ có cái khẩu mình chọn. Ví dụ mình chọn khẩu là F5.6 đi, thì nó sẽ cho mình biết cái thông số tốc mình phải set là bao nhiêu. Ở đây trong điều kiện hiện tại nha, là nếu mình để mà F4 á, thì nó sẽ bảo tốc mình set là 1/30. Cứ theo đó mình chụp thì bảo đảm đủ sáng luôn. 1/60 nè. Đó, tại vì ánh nắng thay đổi liên tục á, cho nên giữa cái này đo sáng nó thay đổi theo thời gian thực. Rồi, bạn thấy được không ta? Thấy được không? Thấy được không? Bây giờ mình chỉnh khẩu, chỉnh các thông số khẩu khác nhau. Không biết nét được không à? Đó, các thông số khẩu khác nhau thì nó cũng sẽ đổi cái thông số tốc cho phù hợp với cái điều kiện ánh sáng đó. Bây giờ quyết định là mình chụp ở khẩu 5.6. Tốc là 1/500 nha. Nhớ là phải chỉ đúng về cái hướng mà bạn muốn nội dung muốn chụp á. Con này tối đa có 1/300 mà không tới 1/500 được, nên mình phải canh lại chỉnh lại cái thông số tốc thấp hơn, nghĩa là phải khép khẩu hơn nữa. Nếu mà không cần chỉ lên nắng á, thì sẽ là khẩu 5.6 và tốc là 1/125. Cùng thử xem coi cái ánh sáng ra có đúng không nha. 1/100 lên cờ chụp nè. Chỉ hơi tốn thời gian là mỗi lần mà bạn muốn chụp một cái scene nào, một cái góc cảnh nào là bạn phải đo sáng lại ha. 5.6 1/250 cùng xem ha. Nên là nếu các bạn nào mà chọn những cái máy mà không có đo sáng á, nó chỉ tốn thời gian thêm cho các bạn thôi, chứ mà chụp thì vẫn ra ảnh ngon như thường mà. Các bạn cần phải sử dụng các máy phim này một thời gian dài, bạn mới có thể đo sáng bằng niềm tin được. Khi bạn quen rồi, nó như cái phản xạ luôn các bạn. Bạn nhìn vào cái thông số đang set hiện tại, bạn biết là so với môi trường hiện tại luôn, là đang bị cháy sáng, thiếu sáng hay là đủ sáng nữa. Dần dần là quen à.
nhưng mà cứ phải chụp nhiều bạn mới quen được điều đó, nên là chia sẻ thêm thôi. Cảm ơn các bạn đã xem clip này.